Cái xe này thì nó rất là đơn giản, em Karen này thì đời 2016 anh em ạ. Cái vô lăng này là vô lăng khách hàng từ lúc đầu tiên luôn, đã sử dụng là bọc cái vô lăng bên ngoài. Rất nhiều người có thói quen là thích bọc vô lăng bên ngoài, nhưng mà hậu quả sau ấy thì nó sẽ gây hiện tượng là bị hỏng, lão hóa hết toàn bộ cái da bên trong. Gần chục năm thì hiện tượng là nó không thoát khí được, và bọc bên trong nó hấp hơi, nó gây hiện tượng là bị vỡ toàn bộ da, mất thẩm mỹ và mất cái giá của xe. Cái gói này em đang làm cho khách hàng bên em là khá là cơ bản đấy, khách hàng muốn là nó giống zin đấy, để nguyên màu da, giống y nguyên cái màu da cũ theo xe luôn đấy, không có mix màu gì cả, và khâu đúng theo chữ V, đúng theo nhà sản xuất luôn. Cái da này em đang sử dụng là da công nghiệp, cầm nó sẽ rất là êm luôn anh em ạ, mà vân da cũng rất là đẹp. Em lựa chọn cái vân da gần giống như là cái vân da cũ của khách hàng luôn, thì cầm lên tay nó thích lắm, cầm lên tay nó cực kỳ sướng, nó êm tay anh em ạ. Có những cái vô lăng nó bị kém, nó bị hỏng bên trong rồi thì em sẽ đắp lại để cho nó về đúng vị như cũ luôn đấy. Sau đó là em sẽ đo xong, cắt da cắt tay xong thì quay sang là mình sẽ may các điểm vào với nhau. May xong thì em sẽ quay ra là em đưa vào vô lăng. Đây là cái vô lăng em Karen mà em đã hoàn thiện xong nhá, em đã lắp hoàn thiện toàn bộ lên chiếc xe này, ốp còi này đã lắp xong này, thử còi nhá. Để mọi người nhìn nhé, khi cái vô lăng khâu tay ấy, nó đẹp là một cái là nó vào được hết các cái khe như này, cái điểm ốp còi nó sẽ không bị cạnh nhá, bóp còi nó rất là dễ dàng luôn này. Vô lăng khâu tay hay hơn các cái vô lăng mà anh em ốp như này đấy, cầm nó thật tay hơn, nó không bị trôi. Và anh em muốn để tăng cái size lên thì nó rất đơn giản thôi, em có thể tăng size cho anh em được, thì mọi người không cần nhất thiết phải ốp như này. Ốp như này thì nó sẽ bị trôi, anh em bảo nó bị trôi tay là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không thoát hơi được, thì thời gian sau nó sẽ bị lứt hết, giống như cái lúc đầu tiên em cho mọi người xem ấy. Mọi người muốn tăng size em tăng size cho mọi người được. Và cái vô lăng khâu tay này nó hay hơn cái vô lăng mà mọi người mua trên cái kênh thương mại điện tử ấy, là nó chỉ vào đến điểm này thôi, cái tay không vào hết được anh em ạ, cái tay không vào hết được thì nó không đẹp được đấy. Và những cái điểm mà điểm lối như này này, điểm lối như này, chia chia khung như này thì nó sẽ bị lồi lên, thì mọi người khi mọi người vần vô lăng nó rất là bị cạnh tay đấy. Thì em làm như này thì nó rất là ok cho anh em nhìn này, các cái tay vào nó căng đét luôn này. Đấy, nó căng nhá, cực kỳ căng này. Này, tay căng này, điểm chỉ may giấu dưới hết luôn nhé, nó rất là đẹp. Mọi người nhìn này thì nó đã ok chưa đấy, nó sẽ như zin luôn, mình cầm nó rất là thích. Và quan trọng nhất cái khâu tay này thì thẩm mỹ nó cao, nó giống như zin này, và mình phối màu nó theo cái sở thích của mình. Đây em để cái màu đúng theo màu của khách hàng luôn này. Ok, bây giờ đã hoàn thiện rồi, em chỉ đi bàn giao xe cho khách là xong thôi. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé.